còn ở lại đây học thêm vài ngày đấy nha. Giờ bây giờ mình phải làm sao đây? Bây giờ chỉ cầu mong sự thúc của ta và Tịnh Sư Thái đừng có phá xác giới thôi. Sự thúc của ngươi là nóng tính như vậy, muốn ông không phá xác giới thì là khó. Cũng thấy thằng khí già này thôi, nếu mà lần này họ có gì bắt cắt ha, ta thề là sẽ đem hết mấy con khỉ ở cái núi này làm thịt hết luôn. Tiểu tử, người nóng nảy như vậy cũng vô ích thôi. Có lẽ đây là ý trời thôi. Ý trời? Lục đã là người tốt vậy mà bị người ta đổ qua. Hơn nữa đám đệ tử của Võ Đan có làm gì lỗi đâu. Vậy là ý trời sao? Đúng là trời thì không có mắt. Già mắc dịch. Thằng khí già, có gì vậy đây? Đừng có lướt. Giang đại ca. Dân huynh. Dạ. Sao người lại ở đây vậy? Ta chỉ núp ở gần đây thôi. À nè, tiểu tử, vừa rồi ngươi nói Lục Đan bị người ta đổ quan, đệ tử Võ Đan sắp chết, vậy là ý gì? Giang đại ca, Lục Đan đã giết người. Không phải, Lục Đan bị người ta đổ quan đã giết người. Tiểu tử, để ta nói. Thôi được. Dân huynh, câu chuyện là như vậy. Khoảng 2 tháng trước đây, năm cùng thế gia đã cử hành luận kiếm đại hội ở Bách Hoạt Chọn. Sư phụ của ta cùng với Diệt Tuyệt Sư Thái trong cùng một lúc đã bị trúng độc mà chết. Hả? Trung đại tiên sinh Diệt Tuyệt Sư Thái đã chết? Vì chuyện này sẽ liên quan tới Lục Đan của Võ Đan chứ? Tại vì sau chuyện đó, có người phát hiện cây kiếm của Lục Đàn có tẩm chất độc. Có chuyện này sao? Giang đại ca, Lục Đàn bị người ta đổ quan thiệt đó, không có giết người đâu. Ta rất rành về công việc của Lục Đàn, ta nghĩ hắn không có làm vậy đâu. Hầu Giang, bây giờ Lục Đàn ở đâu? Cái chuyện này thiệt là lạ lắm. Sau đó Lục Đàn đã bị mất tích. Còn sự thúc của ta và Tịnh Sư Thái, người của Nam Cung Thế Gia, họ đã hẹn vào ngày 15 tháng 7 kéo nhau tới Võ Đàn bắt họ giao Lục Đàn ra. Nếu như không, họ sẽ sang bằng Võ Đàn. 15 tháng 7 nghĩa là ngày mốt rồi. Giang đại ca, mình phải lên Võ Đàn mau, nếu không sẽ không kịp nữa đó. Hầu Gia, tiểu tử, cảm ơn hai người bận tâm cho Võ Đàn. Ơn sâu nghĩa nặng, ta suốt đời xin ghi nhớ. Dân huynh, ngươi không cần khách sáo. Thật ra ngươi đã lén dạy ta Thiên Long Cẩu Thế, ta cảm ơn ngươi mới đúng. Giang đại ca, thì ra giấy trăng đó ngươi để là hả? Thế gian này ngoài dân đại hiệp còn có ai có võ công cao như vậy chứ? Hầu Gia thì quá khen. Thật ra sau khi ta rời khỏi Tiên Lộc Cốc thì ở bên cạnh đó liều thương, sau đó nghe được tiếng đánh nhau mới biết hai người bị Dương trưởng lão bắt gì. Đáng lẽ ta định tìm hai người, nhưng lão già đó canh gác chặt chẽ quá, ta chỉ để lại dấu chân mà thôi. Dân huynh, Thiên Long Cẩu Thế là tuyệt kỹ của Côn Luân, sao người lại biết bộ pháp vậy? Chuyện như vậy, ta thấy người đánh với Dương trưởng lão phát hiện võ công của người cao lắm, nhưng mà bộ pháp lại quá hỗn loạn, cho nên ta đã theo chiêu thức của người nghĩ ra được bộ pháp Thiên Lang Cửu Thế. Những vấn đề mà ta nghĩ hoài không ra, Dân huynh đã trong một chốc lát nghĩ suốt được, ta thiệt là thấy thẹn quá. Ê, hai người đừng có nói nhiều nữa, hay là nghĩ cách đánh gục thằng già kia đi. Đúng rồi, ngươi bị thương đã khỏe lại chưa? Ta bị thương bây giờ còn chưa khang phục. Nói như vậy nghĩa là không có cách đánh gục thằng khỉ già đó thôi. Đáng lẽ ta không muốn xung đột sớm với Viên trưởng lão,
Nhưng mà chuyện đến nước này ta đành phải. Dạ bác chứ. Như vậy Dân Vĩ Dương, chúng ta chưa gặp lâu rồi hả? Lần trước tại sao người lén bỏ đây mà không cho ta biết vậy hả? Ôi, dạ bác dịch, sao ngươi biết Giang đại ca đã về? Các người không bảo mặt được ta đâu. Ngươi nhỉ, võ công của ngươi tiến bộ thật tốc lắm. Ta đã đoán biết có người lén dạy cho ngươi mà hả? Trương lão à, tại vì chúng tôi có chuyện cần phải về võ đan gấp, xin hãy thông cảm, lần này ta sẽ trở về mà. Chừng đó ta sẽ thọ giáo cao chiêu của tiền bối. Ồ, vậy là ngươi muốn ta thả ngươi đi hả? Hả? Tại sao các ngươi cứ muốn bỏ đi vậy? Ở chỗ này không tốt sao? Ăn ngon ngủ kỹ lại được trời nữa, tốt không chứ? Được chứ? Tiền bối, nếu tiền bối quyết ý vậy thì ta đành thất lễ. À, vậy là ngươi muốn đánh với ta chứ? Hay lắm, ta cũng mong được như vậy mà. Ta chỉ mong vậy thôi, được mà, được mà. Nhưng mà nè, bây giờ khuya lắm rồi, sáng sớm ngày mai ta sẽ đấu một trận với người cho đã luôn hả? Thôi được, vậy ngày mai ta sẽ thọ giáo. Cứ quyết định như vậy nha hả? Tối nay người phải nghỉ sớm, dưỡng sức đầy đủ hả? Dân Quỳnh, ngươi còn bị thương, ngày mai ngươi nắm được không? Trận đấu ngày mai ta chỉ có mạo hiểm thôi. Dân đại ca, ngày mai đại ca nhất định thắng.沉雪路不知崎岖，苍松耸膝下，衷心赞许。朝辞磨剑石，不加顾虑，轻提我宝剑。再跨千里驱，到处惶恐争探问，问我是谁？看我傲然摘云彩，更感畏惧。天边有星，伸手要采，哪怕极疲累。滚潮声轻皱我，恶滚伴。